Chào mừng các bạn đã quay trở lại với PlayZone TV. Nếu như các bạn là một người yêu thích những cái sản phẩm gaming gear giá rẻ và hay thường xuyên xem những sản phẩm này thì chắc chắn sẽ biết đến cái dòng chuột được coi là có sự số ích bất tử của Fullland, một thương hiệu gaming gear giá rẻ rất nổi tiếng trong giới game thủ rồi. Và trong video này thì chúng ta hãy cùng đi tìm hiểu xem là liệu cái số ích này có thực sự bất tử như là lời mà hãng quảng cáo hay không. Và cụ thể đó chính là con chuột Fullland G90S. Ngay bây giờ chúng ta hãy cùng bắt đầu. Ok, ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với màn bóc phốt con chuột này. Trước khi để mà bóc phốt thì chúng ta sẽ đến màn đánh giá bình thường trước đã. Nhìn chung thì chúng ta sẽ không có cái phần mở hộp, bởi vì thực sự cái hộp con này bên trong cũng chẳng có gì cả ngoài một con chuột và một quyển sách sử dụng. Thế nên chúng ta đến thẳng luôn con chuột, đó là chính là Fullland G90S. Đầu tiên thiết kế thì nó thiết kế tương đối là giống các sản phẩm trước đây của Fullland với thiết kế công thái học, và con chuột nó có cảm giác khá là bé, cũng như là cái chiều dài nó không được dài cho lắm mà nó có vẻ thon gọn và vẫn mang dáng dấp gì đó của dòng chuột Fullland dành cho văn phòng. Nói như vậy không phải là con này có thiết kế đơn điệu và nhàm chán, mà ngược lại nó có thiết kế cực kỳ trẻ trung và hướng tới đối tượng người dùng, đó chính là yêu thích led RGB. Các bạn nhìn ngay phía trên đã có thể thấy được những cái hình xăm đường led RGB của nó rất đẹp. Mình thấy đây là một thiết kế tương đối là phá cách so với cả dòng chuột trên thị trường hiện nay. Thường thường chúng ta chỉ có đèn led ở logo này, ở phía bên cạnh hoặc là ở phía cuộn, nhưng con này thì nó thành những cái hình và những họa tiết nhìn khá là tương lai, cũng không rõ là cái gì cả, ở khắp mọi chỗ ở trên bộ phận thân chuột. Ở phần mặt trên thì chúng ta thể thấy ngay logo chữ G, và đây sẽ là logo đại diện cho cái dòng gaming của Fullland, để phân biệt với cả dòng văn phòng thông thường cũng rất là nổi tiếng và được nhiều game thủ lựa chọn sử dụng chơi game. Tiếp đó phần bên trên này chúng ta thấy một số cái họa tiết khác nữa và mình không rõ là gì cả nhưng mình nói rồi. Ngoài ra chúng ta sẽ có nút chỉnh DPI này, tăng và giảm, cuộn chuột này, cuối cùng là hai nút trái nút phải. Ở mỗi nút thì chúng ta sẽ có một ký hiệu riêng, ví dụ như nút này là cái mũi tên đi lên và nút này là hình tròn. Nhìn chung thì nó không có ý nghĩa gì cả, chỉ là ký hiệu phân biệt bên trái bên phải mà thôi. Và cái hệ thống LED ở đây thì nó sẽ tự động đổi màu và người dùng hoàn toàn là không thể điều khiển được. Và đó ở mặt trên, còn mặt bên cạnh ngang thì vẫn như cái sản phẩm khác, dòng chuột chơi game khác, chúng ta sẽ không thể nào thiếu cái cụm phím back và forward. Tuy nhiên ở một cái dòng sản phẩm mà chỉ có mức giá là 440.000 thì hai cái tính năng, hai nút này thêm vào cũng như là hai cái nút tăng giảm DPI, mình thấy khá là nhiều so với cả các dòng sản phẩm trong cái phân khúc giá này. Đây cũng là một điểm cộng của sản phẩm này. Và hôm nay thì bấm tương đối tốt, vị trí đặt ổn và không có hiện tượng bấm nhầm. Ngoài ra này, không giống các dòng chuột cao cấp, chúng ta sẽ không có những cái phần gọi là cao su đệm ở đây, mà chỉ có cái phần trơn bên hông này mà thôi. Cái phần lớp vỏ thì nó sẽ làm hơi nhám một chút, tuy nhiên thì nó được phủ một cái lớp gì đó rồi, khiến cho nó cảm giác không bị sần sùi như những con chuột giá rẻ, cực rẻ khác ở trên thị trường mà đến từ Trung Quốc. Ở cạnh phía bên trái là vậy, còn cạnh phía bên phải chúng ta không có gì cả, vì đây là con chuột thiết kế công thái học mà. Nhìn chung tổng quan về thiết kế thì với mức giá như vậy, theo mình thấy là con chuột này có chất lượng hoàn thiện tương đối tốt và hoàn toàn ổn so với cả tầm giá mà nó mang lại. Điểm chính thứ hai ở trên con chuột này cũng là phần chính mà mình muốn nói trong video này, đó chính là phần hiệu năng. Đầu tiên phần hiệu năng đó chính là cảm giác cầm. Thì cảm giác cầm con chuột này vẫn như các sản phẩm Fullland khác, nó tương đối nhỏ và có thể làm lọt thỏn trong bàn tay các bạn. Cũng như là kết hợp với thiết kế công thái học thì các bạn hoàn toàn có thể cầm một cách thoải mái và di chuột không hề có bất kỳ khó khăn gì, không thấy vướng víu cũng như là không thấy kiểu bị nặng nề. Nó tương đối nhẹ và rất là thoải mái. Đó là về cảm giác cầm. Tiếp theo đó là về click chuột. Thì đây chính là cái điểm hãng nhấn mạnh ở trên con chuột này cũng như là cái dòng sản phẩm chuột chơi game mới đây của Fullland. Đó chính là cái switch mà hãng quảng cáo là switch bất tử, bấm không bao giờ hỏng. Cái này thì đầu tiên thì không phải nói làm gì, không phải set, không phải test gì cả, chắc chắn là chém gió. Bởi vì là đồ điện tử thì không có một cái gì là không hỏng cả. Từ những cái thứ cao siêu nhất thì cái tỷ lệ hỏng của nó vẫn là có, và sau một thời gian dài sử dụng thì cái chất lượng của nó sẽ vẫn bị kém đi. Tuy nhiên thì lý do tại sao hãng nói là bất tử hay là gần như bất tử, bởi vì con chuột này họ quảng cáo rằng và đã thử nghiệm rằng là có số lượt nhấn ở trên click chuột đó chính là 80 triệu lần. Cái này thì hơn cả số lần so với cả bàn phím cơ, chứ không nói gì khoảng tầm 20 triệu đến 30 triệu lần ở trên cái switch on-ROM thông thường đang sử dụng trên các sản phẩm chuột, kể cả hãng lớn như Razer, Sturdy, Corsair, Logitech, v.v. Thì hãng này họ lại tự tin khẳng định rằng cái switch chuột của họ có thể tồn tại được lên tới 80 triệu lần nhấn. Thì đây theo mình thấy là cũng khẳng định nếu như họ đã thử nghiệm rồi thì cũng có thể tin được. Và với cái tuổi thọ là 80 triệu lần thì thực sự cái này thì nhìn chung cũng có thể coi là bất tử được, bởi vì khi mà các bạn bấm được đến hết thẳng cái switch chuột này thì con chuột các bạn cũng đã vứt đi được rồi. Và tại sao hãng lại tự tin khẳng định như vậy và tự tin vào công nghệ ở trên con chuột này như vậy? Nhìn chung thì cái switch chuột mà được sử dụng ở trên cái dòng sản phẩm này Fullland thì nó có kết cấu cũng như những hoạt động tương đối khác so với cả là các switch chuột thông thường. Nếu như các switch chuột thông thường thì thường thường là sử dụng một cái khả năng, cái cơ chế là cơ học để bấm, thì con này nó có sử dụng cơ học, tuy nhiên thì nó lại thêm một yếu tố, đó chính là quang học. Nếu mà để mô tả bằng lời thì tương đối là khó, các bạn có thể xem cái video mà hãng đã cho chúng ta xem cấu tạo bên trong của con chuột này, đó chính là nó sử dụng một cái thanh như gọi là thanh sắt hoặc thanh kim loại để che cái đường chiếu hồng ngoại hay đường đèn led, và từ đó mà biết được tín hiệu của con chuột này đang sử dụng là bấm hay không bấm. Khi mà ánh sáng đèn led bị che đi thì tức là con chuột này đang được bấm xuống, còn khi mà đèn led được sáng lên thì tức là con chuột này đang không bị bấm.
Đó là lý do tại sao mà hãng cho rằng con chuột này có công nghệ mới tiên tiến hơn so với cả các Switch chuột bây giờ. Và cuối cùng thì để khẳng định rằng nó có bất tử hay không thì chắc chắn là không rồi. Tuy nhiên tuổi thọ của nó thì hoàn toàn có thể kéo dài hơn so với cả các loại chuột thông thường. Quảng cáo thì nó là khoa học vậy thôi, nhưng mà nó có sử dụng một chút cái cơ chế cơ học. Vì vậy việc hỏng hóc là hoàn toàn có thể xảy ra. Tuy nhiên thì nó sẽ hạn chế được phần nào và hạn chế được hiện tượng mà được coi là phổ biến nhất và khó chịu nhất đối với bất kỳ game thủ, đó chính là hiện tượng double click. Và thực sự thì nó hoàn toàn phù hợp với những bạn mà cho sử dụng chuột bấm rất là nhiều, cho những tựa game cần bấm nhiều nút chuột, hoặc là với những quán net khi mà người dùng chuột không hề có cái ý thức giữ gìn chuột. Thế nên là đây là sản phẩm rất phù hợp với độ bền cao của nó. Đó về độ bền, còn về cảm giác bấm thì thực sự theo mình thấy thì cảm giác bấm của nó mang lại hoàn toàn ngang ngửa với những Switch Onron hay là Switch cao cấp khác, và bấm rất là nảy, mặc dù tiếng kêu hơi bị to, tuy nhiên thì bấm nảy và chắc. Và đó là về phần chính của video này về cái nút chuột. Có thể coi đây là một điểm lợi thế ở trên sản phẩm này. Tuy nhiên thì một điểm hạn chế ở phần hiệu năng của chuột này đó chính là phần mắt đọc. Về mắt đọc thì mặc dù nó sử dụng mắt đọc quang học Avago 3050 là mắt đọc không quá cao cấp nhưng cũng gọi là ok ở trên thị trường bây giờ. Tuy nhiên thì theo mình thấy là cái hy vọng của nó quá là cao so với cả các sản phẩm chuột dùng để chơi game. Cái hy vọng của con chuột này khi mà mình di cảm giác như kiểu là lúc mà mình di thì cái trò chuột nó vẫn bị lắc qua lắc lại một chút, dao động rất nhỏ. Và cái này cực kỳ là tối kỵ đối với những bạn chơi game FPS khi mà các bạn ấy phải nhấc con chuột lên cực kỳ nhiều. Và với khoảng cách lift off lớn như vậy thì khi các bạn nhấc lên chuột thế, chúng ta sẽ có sự dao động nhất định ở cái tâm nắm của chuột. Thế nên dẫn tới kết quả là các bạn sử dụng chuột sẽ cảm giác không chính xác, không chuẩn xác như cái dòng chuột cao cấp khác. Vì vậy cá nhân mình đánh giá con này không phù hợp với những bạn nào mà chơi những tựa game FPS. Với những game MOBA hay nhu cầu sử dụng thông thường thì vẫn có thể chấp nhận được, nhưng với những tựa game FPS thì các bạn hoàn toàn nên bỏ qua con này và chọn những cái sản phẩm tập trung mắt đọc hơn là yếu tố click chuột. Và dòng chuột này phù hợp với những cái tựa game mà yêu cầu click nhiều, chứ không phù hợp với những tựa game mà yêu cầu mắt đọc chính xác và lift off thấp. Và cuối cùng để chốt lại với con Fullen G9S này thì có thể nói với mức giá 440.000 thì đây là một sản phẩm tương đối tốt về hoàn thiện này, rồi về cái tính năng mà nó có, ví dụ như là Switch. Mặc dù không thể gọi là bất tử nhưng cũng có độ bền rất cao so với cả sản phẩm khác trên thị trường. Về mặt thiết kế thì nó cũng có hệ thống LED RGB cực kỳ bắt mắt. Mặc dù vậy thì nó vẫn tồn tại một điểm yếu khá lớn cho những game thủ yêu thích các tựa game FPS, đó chính là cái lift off của nó vẫn còn hơi bị cao. Và chắc chắn sản phẩm này khó phù hợp với những bạn mà chơi những tựa game bắn súng như là Đột Kích này, ZGO này, hay PUBG. Nhưng mà với những bạn mà chơi những tựa game MOBA hoặc là những tựa game cơ bản hơn, hoặc với nhu cầu dùng phổ thông thì sản phẩm này hoàn toàn là ok và không có vấn đề gì cả. Và nó thực sự phù hợp với những quán net nơi mà các bạn cần một cái nút chuột có tuổi thọ tương đối cao, bởi vì đây gần như là bộ phận dễ hỏng nhất ở trên những con chuột ở quán net. Cũng như là với hệ thống LED RGB như vậy thì nó sẽ gần như lôi kéo các game thủ hơn. Nếu như các bạn thích nó có thể xem giá bán, truy cập vào link để nhận phần mô tả. Đừng quên bấm like, share video này và nút theo dõi. Mình là Dũng và đây là Cửa Dồn TV. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp.